Rồi mua 1 ký ốc bu về luộc ăn luôn nha cả nhà ơi. Hả? Ăn con bự hay gì? Lửa lửa dừa dừa đó, bự quá cũng đâu ngon. Lửa con đen đen á, con vàng vàng là ốc hấp không luôn á. Không, ốc hấp cái miệng nó khác. Trời ơi, ở chợ ông vườn không thì con hấp về về. Trời ơi, ốc là không có gành đâu. Không, có ốc hấp cái miệng nó méo xẹo à. Ký hay là cái gì? Ký, về cho mấy thằng nhóc nó ăn chơi. Như ấy ra thấy có trứng đỏ là thấy ngán rồi. Mua được ký ốc bu nghe. Để một hồi luộc với xả làm nước mắm. Xả cho nhiệt nước cho sạch mới được. Đi cắt vài tép xả bỏ vô cho nó thơm, nó bán mùi con ốc luôn nha cả nhà ơi. Nó sạch rồi đập dập dập ra để bỏ cho nồi cho nó thơm nha. Đón chút xíu nước rồi nêm nếm đường một ngọt rồi cho nó điều vị lại nha cả nhà. Bỏ bọc nêm đồ vô nha cho nó có nước ngọt ngọt nha cả nhà ơi. Cá mình băm dập dập mình bỏ vô cho nó bán mùi nha cả nhà. Xong rồi chuẩn bị muối tiêu chanh luôn nha cả nhà ơi, đặng hồi mình chấm nha. Nghe mùi chanh cái là chảy nước dãi luôn rồi cả nhà, cầm lòng không đậu rồi cả nhà ơi. Đó, sau 10 phút luộc rồi giờ nó đã sôi lên rồi nha cả nhà ơi. Luộc ốc này cũng dễ lắm, nước sôi lên là nó chốc mài ra là ăn được nha cả nhà. Đó, sôi bật nắp rồi thấy không? Thơm lắm nha cả nhà ơi. Đó, sôi rồi thấy không? Để cho nó chốc mài ra nó mới chín nha, rồi bắt đầu là đợi ăn thôi nha cả nhà. Cả nhà ơi, ốc đồng nè, ốc bu đồng ngon bá cháy luôn nha cả nhà. Thiện Nhân quá ngon. Thiện Nhân là cháu ngoại của Thành Lệnh. Này lại không ra tới đích được. Chưa luộc để dành cho giờ hâm nóng cho tụi nhỏ. Con ốc có mạng có cái đầu không, con phí của không? Cái kia bà nói cắn cái đít ăn. Hay không? Giết đi rồi đi ra ngoài ngồi tắm cho này lên lên. Qua. Đi. Mẹ cho ăn ốc không? Ăn con ra cho con. Hello, xin chào cô bác ơi. Hello, xin chào bác. Cô chú xem video vui vẻ. Cô chú xem trời ơi. Video vui vẻ. Khỏe. Rồi, mời ăn ốc với con nha. Mời cô chú ăn ốc với con nha. Mời cô chú ăn ốc với con nha. Nè. Nè. Cầm hết đây. Cô trả lại nữa cho ăn nha. Ôi ngon quá. Cái này là ra hết nè. Đừng có chấm vô muối cay chấm dít trước đó. Con lấy đi. Đó, lấy ra. Lấy ra, lấy rồi coi coi. Lấy ra. Ồ, rồi chấm đi. Lấy qua nguyên cái luôn. Đây, để chấm. Rồi, chấm con khác lấy ăn nữa đi.
Hút lên coi. Đợi con nào mà chưa lễ đó con. Dạ, kinh Tiếng Phát Vĩnh Long xin chúc cô chú anh chị và các bạn xem video vui vẻ, nhớ like ủng hộ mình nha. Xin hẹn gặp ở video sau ạ. Xin chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và thành công nha. Xin cảm ơn.